Vợ lớn Hoàng Anh Tiến xin chào toàn thể các bác. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2023. Em Thúy đang có mặt tại khu phía trước cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến. Nhà em thì không có gì ngoài gỗ các bác ạ. Và tâm điểm của ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác là một bộ sofa góc. Mà theo như em thấy thì dường như là vào cái thời điểm hiện tại thì các bác khách hàng nhà em rất là thích những bộ sofa có tay có tựa các bác ạ. Đầu tiên thì em giới thiệu đến toàn thể các bác là một chiếc mặt bàn có chiều dài là 1m97, chiều rộng là 80 và có độ dày là 12cm. Vân chu nổi lên cuồn cuộn các bác ạ. Vân chu sâu gióm rất là đẹp. Chiếc mặt bàn không một tí lỗi tì vết. Các bác có thể nhìn thấy phần đầu gỗ rất là nục nạc, nằm rất là xa tâm. Và đi kèm với chiếc mặt bàn là một đôi chân hàng nguyên khối trông rất là dày dặn và được bên em lựa chọn rất là kỹ các bác ạ. Đây là chiếc mặt bàn của bộ sofa góc mà ngày hôm nay em đang giới thiệu đến toàn thể các bác ạ. Và tiếp theo thì ghế dài có phủ bì là 3m20, ghế ngắn phủ bì là 2m60, tay dày 15 và tựa dày 12, mặt ghế có độ dày là 10 phần các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy là vân chu rất là đẹp. Bộ này vân chu nền rất là đẹp các bác ạ. Đẹp không một tí lỗi tí vết. Đây là bên em chỉ mới là kê tạm ở khu vực phía trước, mà bộ này mà kê vào trong không gian nhà mình thì trông rất là đẹp, rất là sang trọng luôn các bác ạ. Đây là bộ sofa góc. Ở thời điểm hiện tại thì em thấy các bác khách bên em rất là ưa chuộng. Bộ này có chất liệu là gỗ cẩm hồng các bác ạ. Trông rất là dày dặn, vân chu rất là đẹp. Hàng được bên em lựa chọn rất là kỹ, từ vân chu đến chất gỗ, rất là đồng điệu từ vân đến màu sắc. Màu này là màu tự nhiên của gỗ nha các bác. Màu tự nhiên, tông màu tự nhiên của gỗ. Đây là phần tay các bác ạ. Đây là phía sau của bộ sofa góc. Vân chu cũng rất là đẹp luôn các bác ạ. Vân chun đẹp hai mặt, được bên em lựa chọn rất là kỹ. Bộ sofa này các bác kê vào trong không gian nhà mình phù hợp hơn với không gian phía ngoài nhà em thì trông rất là sang trọng và bắt mắt luôn các bác ạ. Trông rất là đẹp. Và hiện tại thì bộ sofa góc này đang có mặt tại khu vực phía trước cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến, nằm ngay chân cầu sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Các bác ở gần thì có thể qua ngay trực tiếp cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến. Các bác ở xa thì có thể liên hệ tới các số hotline 0931392777 hoặc 0911499999. Phản ngợ lớn Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn ạ.